Tài khoản Techcombank, xin lời tự động mỗi ngày, kích hoạt ngay. Anh trai vượt ngàn trong gai, khen sớt, đỉnh nóc, kích chân, bay pháp với Thành phố Hồ Chí Minh, 19 tháng 10 này. Chào các anh. Chào em. Rất vui khi được gặp lại mọi người. Và đây là lần đầu tiên mà em thấy là mỗi một nhà có số lượng thành viên nhiều tới như vậy. Vậy là trước khi đến với công diễn năm thì chúng ta đang có hai nhà. Sức mạnh đang cảm giác được nhân lên gấp bội và khí thế cũng đang vô cùng sục sôi. Và gia tộc Anh Tài của chúng ta tiếp tục hành trình vượt ngàn trong gai. Như thường lệ thì khi đến đây em sẽ là người công bố chủ đề, quy tắc cũng như những bài hát cho công diễn năm. Trong một giả thuyết về đa vũ trụ thì có những hiện tượng, có những gì mà chúng ta nhìn thấy trong cuộc sống. Có người cho rằng đấy chính là kết quả của những lực đẩy phổ quát giữa vũ trụ của chúng ta và những vũ trụ kề cận. Tuy nhiên, trong nghệ thuật thì khi chúng ta thể hiện được những cảm xúc, chúng ta mang được những tâm tư từ trong tâm khảm của chính bản thân mình thành những tiết mục trình diễn, thành một tác phẩm nghệ thuật. Đó cũng là khi mà mình sống với những phiên bản khác của chính bản thân mình ở trong những thế giới song song. Bởi vì đến cuối cùng, cuộc sống cũng chính là thế giới, mà nghệ thuật cũng chính là thế giới. Và chủ đề của công diễn năm lần này chính là thế giới song song. Parallel. Thế giới song song là như kiểu là có một mình nữa ở thế giới khác ấy. Ma đó. Công này chỉ làm AI thôi. Một nhân cách khác. Một nhân cách khác. Em sống một cuộc đời khác. Đa vũ trụ á. Giống nhau vậy á. Thế giới song song là một trong những cái nghe thì nó có vẻ hơi xa vời một chút. Nhưng thực ra nó không xa vời. Bởi vì cái thế giới song song ấy thì nó có thể là hai thái cực, hai thế giới tồn tại trong cùng một góc nhìn. Trong cái thế giới song song của mình đó, mình có thể là một phiên bản hoàn hảo hơn. Hoặc là cũng có thể là một cái phiên bản không hoàn hảo. Nhưng mà với bản thân Luật, khi mà được tham gia chương trình này giống như là một cái thế giới khác của Luật vậy. Chưa bao giờ Luật có thể đứng trên sân khấu, một cái sân khấu lớn như vậy, Luật hát. Nó như một giấc mơ vậy. Khi nhắc tới thế giới song song, thì tại công diễn năm này chúng tôi mong muốn các anh có thể biểu đạt và thể hiện những cảm xúc của mình, những cảm xúc mới nhất, những cảm xúc đặc biệt nhất ở trong sâu thẳm của chính mỗi người. Và chúng tôi cũng mong muốn có thể được tôn vinh những phiên bản hoàn toàn mới và hoàn toàn khác lạ của các anh tài trong công diễn năm này. Vì vậy trong công diễn năm này, các anh chính là tâm điểm. Lúc nào là bọn anh không phải là tâm điểm? Mấy công trước mình là điểm tâm thôi nè. Với công diễn năm lần này, khi mà em nói là các anh chính là tâm điểm là khi công diễn năm chúng ta sẽ không có bất kể một dancer vũ công nào. Yeah. Wow. Cũng không có bất kể một sự sắp xếp cảnh trí nào. Cái gì? Các anh tập trung vào việc thể hiện giọng ca của mình, khả năng trình diễn của mình. Các anh có thể được chơi nhạc cụ nhưng sẽ không có đạo cụ và cảnh trí. Wow. Vậy là không được làm gì hết. Nó là một cái bài toán rất là khó luôn á. Buộc mình phải thể hiện được mình có cái gì. Nó không còn là những cái công cụ hào nhoáng ở trên sân khấu. Nó là một cái điều rất là thú vị. Và tại công diễn này thì các nhà của chúng ta sẽ thi đấu đối kháng 1-1 giữa hai nhà. Và chúng ta sẽ có tổng cộng 3 vòng thi đấu đối kháng. Sau khi một vòng đấu đối kháng thì khán giả sẽ tiến hành bình chọn và sẽ ngay lập tức công bố kết quả. Khán giả sẽ tiến hành bình chọn theo hình thức 2-1. Và với nhà nào thua ở vòng đấu nào thì nhà đó sẽ phải nhận một suất loại cho nhà của mình. Cái gì? Là thua một suất loại. Thua một trận. Thua phát loại. Ba trận ba người. Mày biết. Phong thủy của tôi là đứng hạng 2 cho nên là tôi lo lắm. Tại vì sao? Ví dụ như có 8 đội đứng hạng 2 ok. Có 4 đội đứng hạng 2 cũng ok. Nhưng mà có 2 đội mà đứng hạng 2 là chết nha. Trinh nghĩ không có gì lo. Dù cho thế nào đi nữa thì có một câu nói mà anh Thành Trung đã nói. Dù ra về thì tụi mình vẫn là người xuất sắc thôi. Với quy tắc tiếp theo, trong công diễn năm này thì mỗi thành viên sẽ phải trình diễn ít nhất một bài. Và có một điểm khác biệt trong công diễn năm này đó là không có giới hạn cho số lượng thành viên ở
những tiết mục. Được. Có thể có một bài chơi 13 người vào nhảy hết luôn. Và ngay bây giờ, chúng ta sẽ được lắng nghe 6 ca khúc trong công diễn nằm. Xin mời các anh tài chú ý. Yeah. Cặp ca khúc đầu tiên, xin mời ạ. Fine. Microwave. Cái bài đó tuyệt vời. Ok, fine. Okay, fine. Đúng bài rock rồi. Hoàng Hiệp rồi. Gửi vào đêm hao con tim hao gầy. Ôi, bình thường. Hợp với giọng anh Hiệp á. Nhưng mà Hiệp hát thì có gì thú vị đó, em hát mới thú vị chứ. Bài này à? Em ok. Ok, bài này cũng ok. Chưa thấy điểm nhấn lắm. Ít. À, bài này. Anh Kiều ơi, bài này hay. Ô, bài này hay nè. Bài này hay nè. Nhóm mình cần được hết bài này. Hà Lê, Hoàng Hiệp, Thanh Duy. Bài này dựng bè thích lắm này. Dã man đấy, bài này chạy nộn dã man. Thế nào chúng mình đòi lấy bài này. Bài này hay ấy. 68 này cũng hơi khó làm á. Khó trình diễn nhưng mà hát rất là hay. Hay làm opera được không? Thì nó lợi thế ở cái không gian á, mình nghe lúc nào nó cũng rộng lớn á. Cái nhịp nó cứ lên lời á. Và đó chính là cặp bài hát đầu tiên trong vòng vocal. Bây giờ các anh tài chú ý sẽ là cặp bài hát perform ạ. Rồi Linh. Rồi. Sao còn một chữ bài này Linh. Thật bài này rồi. Ủa, vậy bài này cool nè. Giờ đây xong. Phải ít rơi. Không phải, coi chừng là bài rơi của người khác nha. Có hai bài rơi rồi. Hò hoài anh. Nha, bài này cool. Trời ơi, bài này anh xin diễn nha. Bên kia anh Kiều đấu lại thế nè. Bài này rap được rất là đẹp. Bài này rap còn đẹp luôn. Ôi. Trời ơi, gà luôn á. Ôi, biết đỉnh quá vậy. Sơi. Ôi. Ồ. Ra nhảy rap rồi. Biết này hay nè. Rồi nãy giờ 4 bài sở trường anh không luôn á. Nãy giờ mọi người có để ý là bài nào cũng một chữ không? Thì đó, thì trên rớt cũng có một chữ một à. Bay lên trên mọi người rồi nghe nhạc là bay lên trên cuộc đời dài dần bay lên cao như con cao. Học bài rơi á hay hơn bài này. Không có bài rơi. Nhưng mà diễn lắm. Để cho họ vô. Bài rơi những cái gì? Không, bài rơi hay hơn. Rơi và bay có vẻ như là hai tiết mục vô prom là gu của nhiều người làm đúng không ạ? Rơi, bay rồi lại rơi rồi lại bay. Rơi cũng chính là bay. Thú vị đấy, thú vị đấy. Và các anh tài lưu ý, đây sẽ là hai ca khúc hoàn toàn mới được sáng tác. Oh. Ca khúc đầu tiên mang phong cách hip hop. Ôi, là sao? Mới luôn, bài mới hoàn toàn. Mới luôn á cơ. Mới hoàn toàn. Sáng mới đưa sơ. Đó là mình tự viết à? Có biết không? À biết rồi à. Ok. Thế mình sẽ làm nhạc viết lời cho biết này. Xin em mở. Chip jam mà thằng nào cắt chặt cái này. 2 cộng 2 bằng 4. 3 cộng 3 bằng 6. 4 cộng 4 bằng bao. 4 cộng 4 bằng 8. Ê, dạy mở. Hit the wall. Tell me don't read the woe, and we'll meet the moe. Don't seek the rip the no. Hít gió kìa. Bài này hít gió. Có. Bài này hít gió được nha. Bài này hít gió được nha. Bài này hít gió được nha. Đó. Đó đấy, rất tiếc có. Em vừa lấy ổng lại cô. Với bài hát mới thứ 2 thì các anh đoán sẽ là phong cách gì ạ? R&B. Vì nó hay. Không, rock lúc đầu rồi. Super bass. Jazz. Bolero. Soul. Bolero phong lắm. Xin mời các anh lắng nghe ạ. Disco đi. Đừng có mở bolero là ngay nghề tôi luôn á. Phong cách tăng, 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 pop tăng, và EDM. Oh, được rồi.
EDM. Pop EDM. EDM. Bài này sẽ dễ viết hơn. Hip hop ok hơn. EDM sẽ hợp bên kia hơn. Bài này viết xong rồi chia câu cho mọi người kiểu nào cũng chơi được. Anh Cường thích bài nào hơn? Anh thích bài hip hop hơn. Thời gian là kia bài luôn. Vai của anh em mình. Cái này giống bài của bao nhiêu? Bữa mà mới diễn rồi. Bài Thanh Duy có vẻ nhiều idea đấy. Và đó chính là 6 bài hát trong công diễn năm này. Shout out tới giám đốc âm nhạc và những cộng sự của anh. Chắc chứ ngày anh đi thiệt Trinh ơi. Hơi khó chọn nha. Tại trong 6 bài, bài nào cũng hay, bài nào cũng bắt tai hết. Nhưng mà mình sẽ để xem coi ý kiến của tất cả mọi người trong nhà là mọi người sẽ quyết định chọn bài nào. An Cường, giải pháp gỗ nội thất cho mọi nhà. Tài khoản Techcombank, xin lời tự động mỗi ngày, kích hoạt ngay. Em xin phép được mời đại diện của nhà Tinh Hoa lên nhận điểm hỏa lực ạ. Và điểm hỏa lực của mỗi nhà chính là tổng điểm hỏa lực cá nhân cộng lại. Wow, oh, wow. Bên kia lợi rồi. Bên kia sóng rồi. Bên này được top 6 rồi mà. Bên này vừa có thái tử vừa có con cưng mà làm sao chơi lại. Trời ơi, con nữa. Đừng trao lộn nha. Đưa em mở đây. Đây là em mở ha. Ngoài. Xa ra. Ui. Nhiều quá. 8.000 mấy dữ vậy. Làm gì? Bảy. Cái đó là nhiều. Ủa, mấy ngàn luôn hả? Số 1, số 8. Đâu biết được. Số 3, số 0. Là mình điểm cao mà cộng lại có 9.000 mấy. 9.000 mấy. Bây giờ có được thời gian. Bên nhà bên kia bao nhiêu? Bên nhà bên kia đâu nói cho mình biết đâu, mình biết. Thật ra khi mà mình nhìn điểm hỏa lực á, mình biết hiện tại có thể 70% là nhà mình sẽ có số điểm cao hơn. Nghĩ sao mà 6 người top đầu tiên của cái bảng xếp hạng thì chắc chắn là điểm cộng lại phải hơn nhà tụi em rồi. Bây giờ mình lại tiếp tục như các cái vòng trước. Thì các cái vòng trước thì cái cách mà em làm ấy thì thường là mình sẽ vote theo cái sở thích của cá nhân trước. Ok. Coi như là dư rồi, đủ rồi, đủ hết biệt. Nó quá nhiều rồi. Hay quá. Đủ rồi, quá dư rồi. Okay. Đến tuần thứ hai này, rơi vào bay. Bây giờ ai rơi giơ tay? Ai rơi giơ tay? Ai rơi giơ tay? Vậy thì bay giơ tay và ai bay giơ tay còn lại bay còn lại bay mà tự là bài nào bài nào cảm thấy là quan trọng hơn đặt ra bài mới đã vào đến đi bài nào cũng sẽ là bài quan trọng cả bài nào cũng được nhá. Cái bài này nhá, em đoán là bên kia sẽ đấu rất mạnh. Đúng, chính xác. Bài này là bài sở trường. Bài nào? Chính xác, chính xác. Mình sẽ dồn điểm hỏa lực của mình bao nhiêu để cho bài này bài và bài này. Còn bài này thì em nghĩ là bao nhiêu điểm cũng được, một trong hai bài. Đúng. 7.800 cho bài kia rồi còn cái còn lại 2.000 mấy đấy thì mình cứ cho bài sau. Chiến thuật của chúng tôi là giành lấy bài new beat 1. Còn hai bài còn lại thật ra là đấu giá chơi cho vui thôi. Được rồi đấy nhá. 1 2 7. Các bạn có ý kiến hai bài này? Bài bài này. Không. Tôi không biết bài nào hết. Tôi không giơ tay. Bởi vì nếu mà đã xong xong cái quan điểm của anh là ví dụ như bài này ấy mà mình làm tốt ấy. Bài này đang rock mà mình có một ít kiểu rock xuống mà mình kiểu rap vào ấy thì anh thấy anh tưởng tượng ra là nó sẽ tốt. Cái tham gia mình thay đổi và để cái bài đấy cho bên kia thì sẽ là cái gánh cho bên kia. Thì anh đang muốn làm thế nào mà kể cả bài ít cũng được hay bài pha cũng được nhưng mà mình anh muốn có màu rock. Ok, cái đấy giải quyết dễ. Mình sẽ chọn bài mọi người thích nhất. Rồi cái đó em nghĩ mình sẽ giải quyết trong bài hát đơn giản không khó. Biết một ai vote. Tại vì chốt cái beat 1 một tiền nữa kìa. Quá nữa rồi. Nhưng mà nó sẽ hợp vô cho cái thật ra màu. Anh cảm giác cái này nhiều đất hơn. Cái này là lợi thế của bên kia. Không có cái base anh. Cái phần này không ăn bên kia mà một trong hai bài này họ đều giết được. Cho nên là quan trọng các bạn thích cái nào. Quan trọng mọi người thích cái nào. Số thắng là mấy ngày nào. Đây nha. 1 này, 2, 3. 3 cái này được chưa? Ok. Rồi. Ok đi. Chơi được hết mà. Chơi được hết. Chỉ có bài này là mình thích nhất đúng không? Bài nào mình có cái tuần này này White Could Be by Fire Jury đồng hành cùng chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai
20:30 trên YouTube Giang Quanh Entertainment thứ tư hàng tuần từ ngày 3/7/2024. Tài thực thách series đồng hành anh trai vượt ngàn trong gai 2024, nơi các anh tài cùng chia sẻ thật về những thử thách thực tại chương trình. 20 giờ thứ hai cách tuần từ ngày 8/7/2024 trên YouTube Giang Quanh Entertainment. Anh trai vượt ngàn trong gai 20 giờ trên kênh VTV3, 20:30 trên hệ thống YouTube Giang Quanh thứ bảy hàng tuần.